Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một con máy cưa lốc nha anh em. Máy hai thì anh em ạ. Đây con nó có thương hiệu nè anh em ạ. Fuji Kame anh em ha, 6200 anh em ha. Cái mẫu này là được cải tiến nha anh em. Đây anh em ạ. Anh em thấy không ạ? Cải tiến này. Xi lanh mẹ Niken nè anh em ha, ba cải tiến ha. Bạc đạn lốc của Nhật anh em ha. Và cốt dên Nhật anh em ha. Thì con máy này trong cái tầm phân khúc mà tầm trung á anh em, mà hàng Trung Quốc chính hãng tầm trung thì nó là số 1 nha anh em. Đấy anh em xem và tham khảo con máy này anh em ha, chúng ta sẽ khám phá bên trong anh em ha. Anh em nhìn ba cái vượt trội của con máy này anh em, của em máy này anh em. Thì như Quang Thái đã nói anh em, xi lanh mẹ Niken, bạc đạn lốc của Nhật và cốt dên của Nhật nha anh em, Nhật Bản anh em ha. Đấy nó đợi cho đây số 1 là nó như thế nào, nó mới đợi số 1 anh em ạ. Rồi chúng ta khám phá anh em ha. Thì hàng này là made in China anh em ạ. Made in China là được xuất ra tại Trung Quốc anh em, đặt nhà máy tại Trung Quốc anh em. Đấy thì chúng ta khám phá bên trong anh em nhé. Đây thì nó tặng một cái bọc lam thôi anh em ạ. Đấy. Cái máy này thì lam riêng anh em ạ. Đấy. Thì tặng cái bọc lam riêng. Anh em, một bình phe nhiên liệu ha. Chúng ta sẽ khám phá phụ kiện bên trong luôn anh em ha. Một bình phe nhiên liệu. Một bên thì một đầu thì mình đổ vô, một đầu mình đổ ra cho nó tiện khỏi anh em ha. Rồi, cái đây thì cái thắng ha, cái thắng anh em ha. Phụ kiện đồ nghề anh em ha, đồ nghề anh em ha, anh em. Đấy, mở buri, chỉnh ga, ốc vít đầy đủ anh em ha. Đây anh em, đấy 6002 Fuji Kame anh em ha. Đây hướng dẫn bằng tiếng Anh. Rồi cái này cũng bao giờ coi đâu anh em ạ. Anh em, nhân vật chính của chúng ta đây anh em ạ. Rồi cái thùng nhỏ ở đây đây anh em. Này là đầu máy không nha anh em. Đây anh em. Thì cái đây là cái tay thắng mình bắt vô đây anh em ha. Đây anh em mình bắt ở đây ha. Mở ra. Mở ốc ra anh em ha. Thì đút vô thôi. Gài đây anh em. Rồi xíu ốc lại thôi anh em. Anh em lưu ý có hàng nhái của Fuji Kame là anh em nhá. Đấy, Fuji Kame là có hàng nhái anh em nhá. Đây mình Quang Thái chỉ dặn sơ sơ lại thôi. Cái này là review cho anh. Cho anh em chứ Quang Thái không có test nổ à. Đây. Anh em lưu ý cái hàng đúng của Fuji Kame anh em ạ. À. Đây anh em, là anh em phải nhìn cái mác này anh em ạ. À. Là nó bằng kim loại luôn nha anh em. Đây anh em, bằng kim loại ha. Và in cái thương hiệu lên đây, in cái mẫu lên đây. Đây là mấy cái xích bằng xăng nè anh em ạ. À. Mẹ 6200 anh em ha. Đấy, Fuji Kame bằng kim loại nha anh em. Anh em lưu ý phân biệt được cái hàng chính hãng của Fuji Kame và hàng nhái là dán tem giấy anh em ạ. Quang Thái ví dụ như anh em là nhìn chỗ đây thấy cái tem nó bằng đờ can á thì không phải là Fuji Kame anh em nhé. Đấy phải là cái mét phải bằng kim loại như thế này là mới đúng là Fuji Kame anh em nhé. Đấy thì con máy này đây bô anh em ạ. Đây nữa là anh em kéo gì đây ha. Đây anh em thấy không anh em hơi tối này đây, anh em. Đấy, đây cũng là một cái mác bằng kim loại anh em ha. Đấy Fuji Kame 6002 đây anh em lưu ý nha, mấy cái mác này anh em ạ. À. Một cái này bên hông là Quang Thái mách bảo anh em, rồi cái này là trên nóc ha, Fuji Kame ha anh em ha, nó bằng kim loại luôn nha anh em, chứ không phải là nó dán bằng đờ can á thì nó là phân khúc khác nha anh em, nó là hàng nhái anh em ạ. À. Và đây bên đây nữa anh em, bên đây cũng là một cái mác anh em thấy không ạ. À? Đấy anh em thấy không, Fuji Kame
động cơ xăng xích, cơ xích động cơ xăng ha. Đấy, mã 6002. Cái mác bằng kim loại luôn nha anh em. Đó, anh em lưu ý ba cái mác, một cái bên trái, một cái bên phải và một cái bên đỉnh là đúng là Fuji Camera chính hãng anh em ha. Đấy. Nếu nói về Trung Quốc là nó là số 1 luôn nha anh em. Em nói là số 1 luôn đó anh em ạ. À. Xài cũng rất ok anh em ạ. À. Đấy. Thì con máy này thì Quang Thái sơ lược qua một số chi tiết để anh em mình biết là mình phân biệt được hàng Fuji Camera chính hãng và Fuji Camera nhái nha anh em. Anh em lưu ý cái này là biết ngay. Cứ dán bằng tem đờ can, dán bằng kem như vậy á, như thế này nè anh em. Đó, dán bằng cái bằng kem bằng tem như thế này á là hàng nhái. Còn đóng cái mác vô. Ba cái chi tiết là cho Quang Thái mách bảo đó. Bên trái, bên phải và trên đỉnh. Đây anh em, bằng kim loại là đúng là Fuji Camera anh em ha. Cũng xuất ra Mazin Japan, xin lỗi anh em, Mazin China là xuất ra là sản xuất tại Trung Quốc anh em. Nhưng mà nó chính hãng anh em ạ. À. Chính hãng của công ty. Thì xài cũng rất là ok anh em ạ. À. Số 1 trong tầm giá luôn anh em ơi. Thì trong một cái hộp như thế này thì nó chỉ có cái thân máy thôi. Và công ty chỉ có tặng thêm một cái bảo vệ lam. Còn anh em mình mà muốn mua xích dưới lam tùy theo cái nhu cầu dùng của mình thì anh em sẽ mua riêng anh em ha. Đây là Quang Thái thì cũng có cái này thì Quang Thái quay cho anh em biết. Thứ nhất là quay cho anh em biết, thứ hai là quay để cho một ông anh ở Bình Thuận mua cái con máy này. Và đây là mua anh trai đấy để mua cái lam 60 anh em ạ. À. Và xích. Xích đây là xích 36 mét anh em ạ. À. Thì xích đây 36 mét của Estin chính hãng luôn. Thì bỏ vô lam này là y luôn. Lam thì lam Trung Quốc nha anh em. À, lam này lam Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà xích này là xích xịn anh em ạ. À. Xích xịn của Estin luôn. À, xích chính hãng luôn anh em ạ. À. Thì anh khách này đã mua cái bộ này rồi. Đấy, mua cái bộ này rồi. Và Văn Thái quay thứ nhất á là để giới thiệu trên kênh của Văn Thái để cho anh em là có nhu cầu thì dùng đến em máy này. Và thứ hai á là đỡ gửi cái clip này cho ông anh ở Bình Thuận là khách hàng của Văn Thái. Rồi kết thúc video anh em ạ. À. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Rồi, cảm ơn anh em.